Ngày 22 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang và Ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình truyền thông về ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện An Phú. Đồng chí Quách Tú Giang, Bí thư Huyện ủy An Phú, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đến dự. Tại chương trình, các đại biểu tham dự được giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp với hội viên dân tộc, điển hình phụ nữ dân tộc thiểu số, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin để khởi nghiệp thành công. Tìm hiểu kiến thức về khởi nghiệp thông qua trò chơi, đuổi hình bắt chữ, xem tiểu phẩm ai cũng có thể, cung cấp kiến thức kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin về bán hàng trực tuyến. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và kết nối thị trường, kỹ năng bán hàng, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Qua đó, nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số về ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong sản xuất và kết nối thị trường. Tại chương trình, các đại biểu còn được tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp, phát triển kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số và được tư vấn hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch tài chính, thanh toán không dùng tiền mặt. Dịp này, Ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng bảng tượng trưng mô hình trao yêu thương cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang và 7.560 ly sữa TH True Formula cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số huyện An Phú. Chiều 22 tháng 10, Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên tổ chức hội thảo về mạng lưới đột quỵ với chủ đề từ phòng ngừa nguy cơ tới cấp cứu kịp thời, với sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo thị xã Tịnh Biên và các chuyên gia y bác sĩ, cán bộ ngành y tế trong và ngoài tỉnh An Giang. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các chuyên đề về thực trạng đột quỵ tại An Giang, giải pháp và định hướng, đột quỵ do tim, phát hiện sớm và dự phòng bệnh đột quỵ trong cộng đồng, vai trò của hệ thống cấp cứu trước diện trong điều trị đột quỵ. Theo thống kê, hàng năm An Giang có khoảng 5.000 trường hợp mắc đột quỵ mới, với gần 80% trường hợp đột quỵ là nhồi máu não, 75% trường hợp bị đột quỵ trên 50 tuổi. An Giang là tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, triển khai và phát triển sớm hệ thống điều trị đột quỵ từ năm 2019. Đến nay, đã có 1.480 người bệnh đến sớm trong giờ vàng được điều trị kịp thời. Trong đó, 54% trường hợp phục hồi hoàn toàn, các trường hợp còn lại có tỷ lệ di chứng ở mức thấp nhất. Thông qua hội thảo, nhằm tuyên truyền để mọi người hiểu biết về mức độ nguy hiểm của đột quỵ, nhất là những đối tượng có nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ nhân viên trong các cơ sở y tế tại địa phương được cập nhật bổ sung các tiến bộ kỹ thuật công nghệ y học trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ. Dịp này, Bệnh viện SES Cần Thơ trao tặng máy điện tim cho Trung tâm Y tế thị xã Tịnh Biên nhằm phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chiều 22 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu tổ chức lễ ra mắt Tổ hợp tác du lịch cộng đồng Làng Chăm ở ấp Phẩm Xoài, xã Châu Phong. Tổ hợp tác ra đời nhằm hỗ trợ các thành viên trong việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, phục vụ du khách trong và ngoài nước. Tổ hợp tác du lịch cộng đồng Làng Chăm gồm 12 thành viên do ông Mohammed, chủ cơ sở dệt thổ cẩm Chăm, làm tổ trưởng. Tổ hợp tác cung cấp 10 sản phẩm du lịch chính như dệt thổ cẩm, món ăn cà ri bò, tung lò mò, bánh bò nướng, thánh đường và ngôi nhà cổ trống Rappana. Các thành viên của tổ hợp tác sẽ hợp tác theo quy tắc bình đẳng và cùng có lợi, cùng hỗ trợ lẫn nhau để quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch truyền thống của Làng Chăm. Hợp đồng hợp tác sẽ được ký kết mỗi năm, sau đó tổ trưởng sẽ thẩm tra lại để tiếp tục ký kết dựa trên sự đồng thuận của các thành viên. Đây là tổ hợp tác du lịch cộng đồng đầu tiên tại tỉnh An Giang, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc liên kết để phát triển kinh tế du lịch tại địa phương.